Thưa quý khán giả, Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 8 diễn ra tại tỉnh Sóc Trăng từ ngày 6 tới ngày 8 tháng 11 với chủ đề Bảo tồn, phát huy bản sắc dân hóa đồng bào Khmer Nam Bộ, bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển. Hiện nay đội tuyển đồng bào Khmer thành phố Cần Thơ tích cực tập luyện và thi đấu vì màu cờ sắc áo quê hương tại ngày hội này. Trong giới chuyên môn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đều biết đến huấn luyện viên Nguyễn Hồng Sương hiện là huấn luyện viên đoàn thể thao dân tộc Khmer thành phố Cần Thơ, chuẩn bị tham gia ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 8 năm 2022 tại tỉnh Sóc Trăng. Chính ông là người đưa môn đẩy gậy về Cần Thơ và thi đấu gặt hái thành công ngoài mong đợi. 5 năm dẫn đoàn thi đấu trên đất khách quê người, môn đẩy gậy luôn đạt từ 7 quy chương vàng trong tổng 17 quy chương vàng của ngày hội. Được cái dịp mà tham dự cái hội khỏe phù đổng 2012 cái môn đẩy gậy thì được tập quấn từ Bắc Giang thì tôi cũng là là có được cái cái vốn kinh nghiệm và chúng ta đưa dần dần thì các cái kỳ hội thao chúng tôi cái môn đẩy gậy tôi đều đạt 8 9 hoặc 7 cái cái huy chương vàng. Ở lần thứ 6 này huấn luyện viên Nguyễn Hồng Sương tiếp tục nhận ấn tiên phong khi cùng 26 vận động viên. Trong đó có 12 vận động viên nữ thi đấu 4 trên 8 môn thể thao trong chương trình thi đấu chính thức của ngày hội, gồm kéo co, đẩy gậy, diệt giả và cờ ốc. Mặc dù khó khăn về kinh phí tập luyện, nhưng từng vận động viên luôn xác định mục tiêu thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Cùng với vận động viên của 12 tỉnh thành có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống ở Nam Bộ, sẽ tạo nên một ngày hội ấn tượng khó quên. Đây là cũng là một niềm tự hào đối với em, vì hãnh diện gia đình, vì hãnh diện địa phương. Chúng em sẽ cố gắng lấy giải lấy thành tích cao nhất có thể tinh thần đoàn kết là chúng em là đặt lên hàng đầu vui vẻ hòa đồng còn những anh em mới tụi em chỉ dạy từng ly từng tí một về danh dự mà được lãnh đạo cho phép đoàn được tham dự thì chúng tôi xin hứa là sẽ quyết tâm thi đấu với thành tích là hết mình quyết tâm đem lại cái cái thành tích cao nhất về cho đơn vị ngày hội là sự kiện văn hóa quy mô lớn do bộ văn hóa thể thao và du lịch Phối hợp với các bên liên quan tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ trong nền văn hóa thống nhất đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.